xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm là xã có khá đông đồng bào Khmer. Toàn xã hiện có trên 2.600 hộ dân. Hộ dân tộc Khmer chiếm trên 11% với trên 300 hộ. Bên cạnh việc tiếp nhận sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đồng bào dân tộc Khmer của địa phương còn tích cực nỗ lực học tập, góp phần xây dựng quê hương trên nhiều lĩnh vực. Một trong những cá nhân tiêu biểu góp phần kéo giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, nhất là trẻ em Khmer, phải kể đến chị Sơn Thị Ngọc Hường, cán bộ y tế xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm. Gắn bó với nghề gần 20 năm, chị nữ hộ sinh người dân tộc này luôn luôn nhiệt tình trong công tác. Ngày ấy, khi thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô học trò nghèo từ bỏ ước mơ học trường đại học y và trở về học khóa học đầu tiên ngành hộ sinh trường Trung học Y tế Cửu Long. Có duyên với nghề y và có nguyện vọng phục vụ quê hương, xem cơ quan là nhà. Suốt mấy chục năm nay, chị Hường không ngơi nghỉ công việc. Là do là cái tinh thần mình muốn là cứu người, thì mình thấy cái nào mình cũng cứu người, thì mình nhờ cái học cao với phần cái duyên nọ là duyên số là mình đậu, nhờ đậu được ngành y. Thì đậu được ngành y xong mình về mình phục vụ địa phương, thì mình đã cứu giúp những cái địa phương dân là người ra quan, đặc biệt nhất là người dân tộc mình là còn cái mê tín dị đoan, thì bệnh thì không đi bệnh viện, hoặc là cách cho ăn, cách chế biến thức ăn đó, cách nấu nướng nó rất là lạc hậu. Như là ví dụ nhai để vô miệng nhai, mình thấy mình tức miệng thì ăn trầu mà lại nhai đút cho con, thì mình một cái thứ gớm. Thứ hai mình thấy nó bệnh cho trẻ vậy đó. Rồi cái sau thì mình hướng dẫn từ từ, mình học là nhờ cái kiến thức của mình với truyền đạt của mỗi lần mình đi tập huấn những kiến thức mới. Thì mình đi về mình hướng dẫn từ từ, thì hướng dẫn thì được cái thay đổi cái hành vi được của những người nuôi dưỡng trẻ. Đặc biệt nhất là khi người ta bệnh, người ta sẽ bỏ, người ta sẽ tới trạm y tế, người ta không có đi chạy thầy chạy bà nữa. Nhận thấy cách nuôi con của bà con nơi mình còn chịu ảnh hưởng ít nhiều truyền thống xưa cũ, dẫn đến sức khỏe và sự phát triển sau này của trẻ cũng bị tác động. Năm 2011, được sự hỗ trợ của dự án A và T về tư vấn dịch vụ nuôi dưỡng trẻ nhỏ chất lượng cao mang thương hiệu Mặt Trời Bé Thơ và sự quan tâm các ngành có liên quan, chị không ngần ngại đặt thẳng vấn đề để tuyên truyền cách nuôi con khỏe cho các bà mẹ vùng dân tộc thiểu số, nhất là phân biệt rõ giữa cách nuôi con theo kiểu truyền thống và cách nuôi con theo kiểu hiện đại khoa học. Thấy được hiệu quả của việc nuôi con đúng cách, số lượng phụ nữ mang thai và bà mẹ nuôi con nhỏ từ 0 đến 24 tháng tuổi đến nhờ chị tư vấn ngày càng tăng lên. Từ vài người trong khoảng thời gian đầu, đến nay lên đến vài trăm. Ngay cả các chị có hộ khẩu thường trú ngoài xã huyện vẫn đến nhờ chị tư vấn. Chị Hường, chị tư vấn thì dạy em mà nấu bột, nấu cháo cho em bé nó ăn. Rồi em thấy nó khác với mẹ em hoặc là bà em nuôi mấy anh chị hồi xưa đó. Mấy đứa em hồi xưa thì thấy khác như là khác gần hoàn toàn luôn. Tại vì bây giờ thì 6 tháng mới cho em bé ăn bột, rồi mới tập cho em bé ăn cháo lần lần. Còn hồi xưa mới chừng 2-3 tháng là nhai cơm đút cho em bé nó ăn rồi. Rồi cho em bé nó uống nước nữa. Rồi cũng như là cho ăn đủ thứ hết trơn hả. Mà cái vậy thì mình thấy nó hơi mất vệ sinh cái, rồi thấy nó không phù hợp với em bé. Theo như cách cho ăn giờ thì em về em học lần về em về em nấu cho em bé nó ăn đó, thì em thấy có lẽ nó an toàn phù hợp cho bé hơn. Khi thì tư vấn kiến thức tại cơ quan, khi thì đến từng nhà người dân để hướng dẫn cách chăm sóc trẻ, đôi chân nhanh nhạy cùng lòng yêu nghề của chị bao nhiêu năm nay đi trên khắp các nẻo đường trên địa bàn xã. Đáp lại sự nỗ lực đó là kết quả tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng kéo giảm rõ rệt hàng năm. Từ 16,8% trẻ suy dinh dưỡng thấp còi tính trong toàn xã năm 2011, đến nay chỉ còn 6,82%. Như vậy, kết quả này vượt hơn mục tiêu mà chương trình đưa ra. Hiện tại, 25 phụ nữ đang mang thai, 258 bà mẹ nuôi con nhỏ từ 0 đến 24 tháng tuổi trên địa bàn xã. Trong đó có 100% bà mẹ người Khmer đều được tiếp cận chương trình và được chị tư vấn miễn phí. Trên 98% phụ nữ sau khi sinh được khuyến khích nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Trên 96% trẻ được bú sữa mẹ sau khi chào đời trong 1 giờ đầu. Trên 96% trẻ được cho ăn bổ sung hợp lý. Trên 85% trẻ được bú sữa mẹ đến 24 tháng. Điều đáng phấn khởi hơn khi xã Trung Thành là xã đi đầu trong 20 xã thị trấn của huyện Vũng Liêm nói riêng và các xã của tỉnh Vĩnh Long nói chung thực hiện tốt việc tư vấn nuôi dưỡng trẻ nhỏ chất lượng cao mang thương hiệu Mặt Trời Bé Thơ theo phương thức nhượng quyền xã hội. Đối với cô Sơn Thị Ngọc Phường thì trong cái tinh thần thái độ phục vụ thì cổ là rất tốt, rất nhiệt tình, rồi hòa nhã đối với là người bệnh, rồi đối với là các bà mẹ về việc chăm sóc là thai
thì cô Hường rất tận tình là hướng dẫn các bà mẹ để mà trong cái chăm sóc thai phụ, đồng thời nữa đối với cái việc chăm sóc trẻ thì cô Hường cũng hướng dẫn các bà mẹ là tận tình. Như vậy thì qua cái thời gian qua về cái công tác mà về phòng chống suy dinh dưỡng đối với trẻ thì giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng nó là rất lớn, đem lại hiệu quả là thiết thực đối với là các em là ở trong xã, phòng chống suy dinh dưỡng rất tốt. Đặc biệt nhất là người dân tộc, tại vì là về cái sự hiểu biết của người dân tộc mà, rồi cô Hường cũng là người dân tộc, cho nên cô Hường nói là người dân tộc người ta dễ hiểu, người ta nghe, rồi người ta cũng thấm tình đạt lý, cho nên là rất tốt trong công tác. Sự nỗ lực cùng cái tâm tận tụy với nghề của chị Sơn Thị Ngọc Hường đáng được biểu dương ghi nhận. Có thể nói, bên cạnh sự hỗ trợ quan tâm đậm tính nhân dân của dự án A Già T cùng sự nhiệt tình của chị Hường như mở ra hướng đi mới về cách nuôi con cho các hộ gia đình vùng nông thôn sâu, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.